Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em xin trân trọng gửi tới quý vị dự án 3 căn nhà cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa Hà Đông khoảng tầm 100m thôi, cách với trường đại học Phenica 800m mọi người ạ. Giao thông đi lại rất là thuận tiện, gần như nằm cạnh khu đô thị Đô Nghĩa, được hưởng toàn bộ những cái tiện ích công năng sử dụng nội đô ở trong khu vực khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ạ. Và với 3 căn nhà này thì diện tích từ 32m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ưu điểm của căn nhà này thông thoáng hướng đông nam, rất là mát, ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô đi lại 30m thôi. Và với cái căn nhà này thì có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ở đây thì có 3 căn vừa mới hoàn thiện xong hết quý vị ạ. Với phần mặt tiền của ngôi nhà, nói chung là với 3 căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, diện tích 30m. Ngọc Ánh sẽ quay căn trong cùng để gửi tới cho quý vị với mặt tiền 3m28, mặt hậu 3m28 quý vị nhé, và chiều dài 9m47. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và với cái vị trí căn nhà này thì gần gì ạ? Gần đặc biệt nhất là gần với trường đại học Phenica, tiếp theo là gần với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, tiếp theo nữa là gần với lại trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, gần với lại trung tâm Hà Đông, đi lại thuận tiện. Và đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà mọi người ạ. Với phần tầng 1 thì ở đây là cái khu vực để xe riêng của căn nhà này thôi. Thiết kế rất là hợp lý, tối ưu công năng sử dụng, diện tích 30m² thôi. Tuy nhiên căn nhà này thiết kế rất là hiện đại. Đây là phần tầng 1 để xe máy riêng, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà mọi người nhé. Với không gian phòng bếp cũng được hoàn thiện xong hết, chỉn chu hết rồi. Với cái tủ bếp thiết kế 2 màu, tông màu trắng và tông màu nâu. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì là ốp đá granite. Phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi hết, chỉ việc xách vali về và ở. Ở đây thì hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng. Điện thì sử dụng điện lực EVN Hà Nội và nước thì sử dụng nước sạch sông Đà. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp. Và cái giá 3 căn nhà này thì chủ nhà đang chào đồng giá là 2.850.000.000, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quan trọng nhất như Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi, tất cả những cái căn nhà Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người là giá bán từ chủ đầu tư, có hỗ trợ vay vốn, tất cả pháp lý đều chuẩn chỉnh về sổ đỏ, giấy phép xây dựng cũng như mọi thứ liên quan đến cái căn nhà này đều rất là chuẩn chỉnh quý vị nhé. Đó, và đây là cái phần tầng 1. Ngoài phần phòng khách, ngoài cái phần tầng 1 để xe, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho mình một phòng vệ sinh nhỏ để sử dụng ở phía dưới tầng 1, công năng đáp ứng đầy đủ cho quý vị. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2. Tầng 2 thiết kế phòng khách gác lửng hiện đại, rất là đẹp. Trước khi lên trên phía các tầng phía trên thì mọi người ở đây có thể nhìn thực tế. Hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá hoa cả. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên nhé. Và đây là phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Thiết kế ở đây là phần gác lửng thiết kế theo phòng khách hiện đại, phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách có một cái vách lam CNC gỗ để trang trí. Và đây là cái không gian phòng khách nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, riêng biệt phần tiếp khách, không liên quan gì đến tầng 1 cả. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Hành lang đi vào giữa phần phòng khách và phần phòng ngủ thì có một bức cửa sổ đây, rất là thoáng. Và đây là cái phần phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ bên ngoài. Căn nhà này 3 căn thì đều là hướng đông nam, rất là thoáng mọi người nhá. Đó, nó khó nằm ở trên cái mặt ngõ, không phải là ngõ thông. Tuy nhiên thì với cái căn nhà này thì cực kỳ là thoáng luôn. Và nó cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa đúng 100m, như Ngọc Ánh chia sẻ luôn. Cách đúng 100m tính từ cổng luôn mọi người ạ. Đó. Và đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Trong cái không gian phòng này thì ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào không gian này. Đầy đủ cửa sổ 2 lớp, thiết kế bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ chỉn chu. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện cũng đã lắp đặt xong hết rồi. Căn nhà này theo đúng như nguyên bản hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Đây, ngoài có phần tầng 2 ra thì ở đây còn thiết kế cho mình một phòng vệ sinh khá là rộng, đầy đủ với bồn cầu cũng như là hệ thống sen, tắm nóng lạnh, lavabo. Đó, thiết bị vệ sinh sử dụng công năng trong một cái
căn phòng vệ sinh. Mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Với cái tầng 3 này thì thiết kế hai phòng ngủ, phòng trước, phòng sau, cửa sổ ở phía hành lang. Và đây phòng ngủ ở phía tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này, căn nhà này có 3 phòng ngủ riêng biệt. Đó. Gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với trạm y tế. Nói chung ấy, với cái căn nhà này thì nó gần với nhất là với trường đại học Fenica. Trường Fenica cũng là một trong những số trường đại học rất là nổi tiếng ở Hà Đông quý vị nhé. Cửa thông phòng, phòng vệ sinh ở phía tầng 3, 3 phòng riêng biệt, tầng 2 một phòng, tầng 2 một phòng, tầng 3 hai phòng trước và sau. Đó, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là bằng gỗ. Như vậy là có 3 căn nhà, 3 căn phòng riêng, 3 căn cạnh nhau, giá như nhau, sổ đỏ riêng biệt từng căn, diện tích như nhau mọi người nhé. Và mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Căn nhà này thì phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, hoặc quý vị nào mà có con em đang học ở trường Fenica, hoặc là làm việc sinh sống loanh quanh Hà Đông thì đi lại rất là thuận tiện nhá. Và cái giá chào bán 2.850 triệu ấy, thì quý vị có thể được hỗ trợ tối đa 1.3 cho tới 1.5 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại quý vị sẽ chuẩn bị trước tiền mặt cho ngoài nhá. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Như ngoài anh vừa chia sẻ rồi, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây cho mình một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Xung quanh khu vực này thì dân cư rất là đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện, không có vướng bất kỳ một cái lỗi phong thủy quy hoạch, mọi cái là đều không có nhé mọi người. Và đây là phần sân phơi. Đây, xung quanh dân cư vô cùng đông đúc. Từ vị trí căn nhà này cách 50m là ra tới Ủy ban Nhân dân phường mọi người ạ. Cách có 50m là ra tới Ủy ban Nhân dân phường, 100m là ra tới khu đô thị Đông Nghĩa rồi. Và giá bán 2.850 triệu, bao toàn bộ phí thuế. Hướng nhà là hướng Đông Nam, diện tích 32m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về một ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hóa 0888 011 444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.